đó, vui không? Chợ hải sản Đại Lãnh, mình xin lỗi dọc lớp đang đi Đại Lãnh nhớ ăn mực nữa em ạ. Dạ. Ăn mực nữa, ăn mực không? Dạ không, hay chứ mua ít tôm ăn thôi. Dạ. Hả? Không không, tại vì ăn có ít à. Dạ. Dạ, vô đây. Dạ. 200.000. 350 ký ha, lấy mua 200.000. Là nhiêu vậy? À, 6 lạng thì 201. Hồi nào lấy con sống nha. Đó 6 lạng yếu em ạ. À. Đó gì vậy chị? Em ơi, ủng hộ chị cái hầu ơi. Đổ 2 lạng rưỡi luôn hả chị? Dạ. Cái này làm gì ăn ta? Giờ đem luộc. Em hát nước dừa, em hát nước dừa cho. Hải sản, chính xác là tôm. Ở bãi biển Chốc Lết, luộc luôn. Chuẩn bị ăn các bạn. Đã không? 200 lạng. Đây, mì xào hải sản trên bãi biển Chốc Lết. Rồi sao? 100.000 đồng đó, có tôm, có mực, có mì, có cải. Một cái chậu lớn luôn. Vô. Buôn bán rồi vui vẻ nữa. Tiệm Minh Ly. Ghé qua Minh Ly ăn mì xào hải sản. Đây là bãi biển Dốc Lết. Cực kỳ trong xanh luôn. Cát mịn nữa. Để bé dẫn nha. À. Biển Đại Lãnh, khu du lịch Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa, cách Nha Trang khoảng độ 80 cây số gì đó các bạn. Nước biển rất là trong, ở đây rất là vắng nữa, đã quá, nước biển mát lắm luôn á. À, ây da rồi ướt quần luôn. Bên kia là hầm Cổ Mã các bạn ha, đèo Cổ Mã. Đây các bạn nhìn nè. Đây là bên trong phòng khu du lịch Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa, cách thành phố Nha Trang khoảng độ 80 cây số vậy đó các bạn. Giá phòng ở đây 500.000 đồng ha, và chỉ vài bước chân là ra tới biển luôn, rất là tiện. Và đây là tượng Quán Âm Bồ Tát ở chùa Thiên Ân, nhìn ra Đầm Môn, cảnh rất là đẹp các bạn. Các bạn có đi Nha Trang á, nhớ ghé qua Đại Lãnh và ghé qua chùa nha. Và đây là chánh điện của chùa Thiên Ân, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, cách Nha Trang khoảng độ 80 cây số gì đó. Chùa rất là đẹp các bạn. Chánh điện nhìn ra biển. Đẹp gì đâu á. Rồi, chào các bạn. Hiện tại là khoảng hơn 8 giờ sáng ngày 11 tháng 3 năm 2022 ha. Mình đang đứng trên tầng 12 của khách sạn Diamond Bay Hotel ở số 20 Trần Phú, nhìn xuống biển Nha Trang. Sáng hôm nay từ đây mình sẽ đi về bãi biển Dốc Lết. Bãi biển Dốc Lết rất là đẹp các bạn. Rồi chúng ta cùng đi ha. Mấy chục cây số lận. Đây chúng ta đã tới nơi bãi biển Dốc Lết và chợ hải sản trên biển. Ở đây có chỗ gửi xe nha, đằng kia các bạn 5.000 đồng. Và ở đây rất rất nhiều người. Họ cho thuê dịch vụ ngồi ghế, cái bố á. Rồi uống nước, nói chung ngồi ghế bố với tấm rửa là 50.000 đồng hai người. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra biển chút xíu nha. Rất là êm. Bám theo để độ dậy. Hồi nãy giờ họ bám theo mình cũng nhiều lắm. Mình phải bỏ ra. Kêu
quán Mười Kết phục vụ ghế liều ấm nước ngọt. Rồi. Hướng này đi xuống đồng vui hang. Bãi biển Dốc Lết cực kỳ trong xanh. Cách đây nhiều năm lắm rồi mình có ghé đây và từng ở khách sạn Hoàng Gia. Thì tối hôm qua mình có tra trên trang Agoda đó, thì giá khách sạn resort đây cũng còn tương đối là cao. Cao so với khu vực Nha Trang các bạn nha, chứ không phải là cao so với khu cái khoảng thời gian trước Covid. Rồi ra ngoài đây hơi gió chút xíu các bạn. Đó. Đẹp tới độ như vậy nè. Biển cực kỳ trong xanh luôn và lai nữa. Mình còn nhớ là rất nhiều mấy đứa bé ra tắm biển. Như vậy là coi như bây giờ đây là chợ hải sản đó ha. Mà bây giờ đâu có khách đâu. Nhìn nó vắng quá trời. Chả cá này bán sao cô? 150 ký hả? Một miếng vậy là bao nhiêu ra không ta? Chỉ 4 miếng hả? Mà cá này cá gì cô? Ở đây chị làm cái đã cá nhầm không em? Dạ hả? Cho em một miếng nha. Không, cái đây người ta đặt rồi. Đặt rồi hả? Mình mua một miếng sắp ăn ra. Dạ. Yeah. 150 ký, gì đã quá. Tao mua 4 miếng luôn. Giao hết rồi. Bữa nay ớt rồi, bữa mua đồ biển cho tụi em 5 miếng nha. Đang trên đường đến Đài Lãnh á. Giờ đi á. Ở đây nhìn vắng quá ha, bữa nay. Cái đợt Covid này không khách luôn hả chị? Dạ. Covid tụi em ở nhà luôn, cấm cửa đâu về đâu. Ờ, te tua hết. Giờ cái chợ hải sản. Nó đi ngang quá. Cũng có bán ghẹ nè. Hầu. Số loại ốc, cái này sò mai, chợ hải sản, không có khách, ngồi nó buồn gì đâu á, ở đây không có gì luôn rồi nè, cái này không có, wow cái mùi gì thơm quá vậy. Ghẹ, chủ yếu là ghẹ. Nghe cái mùi thơm quá trời thơm.
Qua đây cũng có một số ốc thôi, chủ yếu là ghẹ các bạn. Ghẹ ốc à, đang chưa có tôm nữa kìa. Tôm cũng vừa, không có lớn. Ở đây mình bán tôm bán sao vậy chị? Lo làm rồi. Cũng ghẹ. Bận tay không nghe. Tôm đây bán sao chị? Tôm á. Ồ vậy hả? Ở đây 1 ký bán nhiêu? À, hàng gì, dạ. Ờ, vậy hả? Qua là chợ một món. Rồi, ok. Đây, đi theo mấy cổ, rồi vô lấy tôm. Dạ, ghẹ mua giùm cô, tôm mua giùm cổ. Không, thì em đang đi Đài Lãnh á, giờ chỉ mua tôm thôi. Hả? Em đâu có tôm đâu sao, em cứ xài. Không, anh chỉ đi mua tôm thôi. Đó. Vui không? Chợ hải sản Đài Lãnh. Mình xin lỗi, dọc lớp. Đang đi Đài Lãnh chứ. Ăn mực nữa em ạ. Dạ. Ăn mực nữa, ăn mực không? Dạ không, em chỉ mua ít tôm ăn thôi. Dạ. Hả? Không, không, tại vì ăn có ít à. Dạ, vô, đây. Dạ. 200 ngàn. 350 ký ha, lấy mua 200 ngàn. Là nhiêu vậy? À, 6 lạng thì 201. Hồi nào cũng lấy cũng sống nha. Lấy 6 lạng yếu em ạ. Đó gì vậy chị? Em ơi, ủng hộ chị cái hầu ơi. Đổ 2 lạng rưỡi luôn hả chị? Dạ. Cái này làm gì ăn ta, giờ đem luộc. Em hát nước dừa, em hát nước dừa cho nó ngọt. Dạ. Em đốt rồi, nó mấy con rồi. Bưng xuống rồi, nó xuống hết mấy con rồi kìa. Dạ, đủ của anh không? Em đâu ai? Em bật lên luôn, em bật lên luôn. Rồi, sau này các bạn cũng ăn tôm, ghé qua dốc lớp gặp chị này. Đó, dễ thương. Toàn bộ tôm sống. Cho luôn vô xả. Rồi nó nhảy ra, nó nhảy ra đó, ra rồi. Giờ phải bắt lại rồi. Rồi hai con nhảy ra. Ba con nhảy ra rồi, ba con nhảy ra rồi. Phải dùng tay ấn nó xuống. Anh nào đâu anh ăn cũng được. Dạ. Dạ, ăn đi liền mà, ăn đi Đài Lãnh mà. Anh đi á, mẹ em nói thì em nói một anh mua không còn. Dạ. Hai trái đi. Mua được là mua cho mấy cô là tại không ở đây, đi Đài Lãnh luôn mà. Ăn xong đi luôn hả anh? Dạ, đi luôn á, đi Đài Lãnh luôn á. Ăn xong đi Đài Lãnh thôi, ăn xong đi với mình ăn. Đi luôn rồi đi đâu? Ý này em á này, cái bánh em á này đứa xe, em nói là tóm gọn chứ không có nói dài. Dạ. À, tuy là vắng khách nhưng mà là chợ hải sản Dốc Lết rất là vui. Dạ. Đúng rồi, không làm du lịch là phải vậy. Đây đã chín rồi. Wow, con tôm này lớn nha. Nha. Đó. Rồi. Chụp cái hình nó một cái, sau đó xử nó. Ngồi đây ăn luôn, khỏi ra biển. Ra bãi biển ngồi ghế thì 30 ngàn. Dạ. Đang xào không chổng hả cô? Dạ. Rồi, đúng rồi, ghé qua cô ăn. Để xem cổ làm dĩa mì xào hải sản 100 ngàn nè. Ăn xong lo tới chưa không? Còn mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ vậy cô? Tới chiều tới tối luôn ha. Tới chiều tới tối luôn hả? Thôi không theo. Ở đây hải sản của vùng Dốc Lết này là mình đi đánh bắt trong ngày về hay sao chị? Đúng rồi. Trong ngày về đó. Ở gần biển nè.
tôm mực. Rồi. Cái chợ cà, cái chợ Dốc Lết này là lập năm nào chị? Em nhớ hồi xưa là bao nhiêu năm rồi ha? Lâu không rồi, mấy chục năm rồi á. Ủa vậy hả? Nhưng mà nhớ là cái đợt nào đó là nó bán trên bãi biển mà ta. Nó mới đưa lên đây, nó chặn nó ra để nó làm công trình cái đá hả? À. Hèn gì thì không ra, nó vậy đó. Lát nhớ cho em ớt sắt nha. Rồi, rồi, rồi. Rồi, ớt sắt tươi. Vô luôn. Lát nữa anh gửi mì xèo, anh gửi 200 tôm cho chị mì xèo giùm em luôn nha. Ok, rồi, cảm ơn nhiều nha. Rồi, ok. Dạ dạ. Để quay luôn mì xào luôn đã. Dạ cho nó nguội nguội xíu mình lột cho dễ. Ở đây bà con buôn bán ai cũng vui vẻ ghê. Anh kênh, kênh anh lập kênh đúng không? Đúng rồi. Còn anh kênh gì anh? À, bấm Lý Thanh Tùng. Lý Thanh Tùng hả? Dạ. Chờ hải sản lớn đi. Nhưng mà chắc lâu lắm mới ra video. Hả? Tại vì di chuyển á. Làm lâu ngày mới ra video. Lý Thanh Tùng hả? Ờ, à, bấm Tùng. Lý Thanh Tùng. Chờ hải sản rất lớn. Đó, dĩ chập nhẹ. Thấy rỉ ăn, bà con. Nhớ ủng hộ đi, chừng nào đi chơi chung là chút lớp nha, với ủng hộ nha, quán Minh Ly nha. Minh Ly hả? Minh Ly Dốc Lết. Bán thịt sáng đi rồi, chiều tối luôn. Mấy cái chiều tối tối luôn. Tối là mấy giờ là nghỉ gì? Mấy giờ cũng được hết á, tối tối đây luôn à? Đúng rồi. Ôi là. Đi là phải xong cho đẹp chứ. Dạ không sao đâu, để lột đi. À, có cải thảo, cải ngọt, lột cải thìa, có ba loại cải luôn. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Hành tây. Hành tây. Đậm đà. Thấy ngon chưa bà con? Vắng khách quá cũng buồn ha. Mà nó anh đừng có bay em nha. Ờ không có. Cái chợ này là dạo này là ngày nào đông khách vậy? Cuối tuần hả? Dạ đúng rồi, các bạn chủ nhật. Bảy chủ nhật hả? Dạ. Dạ cô bán nước gì? Pepsi, Sosi, Coca Cola hay trà đá? Có nước nào miễn phí không cô? Cái biển á. Ủa gì gọi đi Minh? Đó. Đây. Đây. Ôi. Này, chắc phải cho thêm cái dĩa đi hai quá. Nó rớt xuống rồi. Nó rớt rồi em. Em ơi nó rớt rồi em. Rồi, 100.000 đồng ít xù cái gì em. Tôm này tôm gì vậy em? Tôm biển. Dạ yeah, không, tôm à đúng rồi. Tôm biển xong em lột ra. Nhưng mà là tôm sắc hả? Là tôm đỏ đúng đỏ. Rồi, đúng rồi. Tôm sắc đúng không? Vô, ồ, con ngò nữa kìa. Rồi. Ớt luôn, rồi cho mấy cọng ngò lên, rắc lên, đó, tổ bố. Rồi xong nó che luôn hải sản luôn. đừng bỏ ớt lên trên, thằng kia nó ăn ớt được. Lát nó mình dớt nè. Nó ăn ớt không được, mà nó chửi á. Đây, chúng ta chuẩn bị ăn, thấy cái chả cá nó ngon quá, định mua mà cổ đặt hàng trước mới bán. Đây. À, đây là quán ăn Minh Ly. Đây cơm chiên hải sản, cơm chiên muối é, cơm chiên trứng, cháo hải sản, mì xào hải sản, cá mú hấp, chảo lẩu, lẩu cá bớp. Các bạn thấy nha. Đây cái dĩa tôm này 200.000 đồng nè. Này chúng khoảng độ mười mấy con à. Đỉnh đảo ha. 4, 8, 13. 13 con hả? Đó đó. Rồi. Bây giờ gửi tiền cho cô luôn ha cô. Cái dĩa tôm là ăn xong gửi ha cô. Dạ. Dễ thương không?
ăn xong không thấy cái ba lô đây là biết mình đi rồi đó. Rồi mát lắm các bạn, bỏ tiền 30.000 là sẽ ngồi với bố ngoài biển nha. Cái giá nó cũng mềm, chẳng qua tại mình đi Đài Lẫm cho nên là ngồi để ăn luôn, tranh thủ đi. Rồi đầu tiên ăn mì đã. Cắp từng miếng từng miếng từng miếng. Rau không mà. Rau rất nhiều mà tôm cũng nhiều. Hay với này ăn no á. No. Trong nhà nồng mà. Mực nữa. Mực nữa. Rồi ok ăn thôi. Nó lộn tôm đó. Lộn đầu luôn không? Phần tôm mực rất là tươi các bạn, thực sự là hải sản tươi đó. Một cái con tôm mới lột cũng vậy luôn. Hàng lớn, ngon. Mì xào sống đều được, vị nó vừa tới luôn. Cải ngọt, ớt rượt cay. Cái con tôm em ăn chưa? Tôm nè, đó đó. Mới lột. Ok. Vô. Ngon ha. Tôm tươi lắm, chắc. Toàn bộ đồ sống mà, đứng kế bên luôn. Có một điểm như thế này các bạn, hầu như là mình đi đến cái chỗ nào mà luộc nấu hải sản là thường khuynh hướng của mình á là sẽ đứng kế bên. Các bạn biết tại sao không? Đôi khi là mình bị tầng bị rồi ở Cần Giờ. Ở Cần Giờ đỉnh nó. Cháo hàng là chùm luôn á. Thực sự là họ cháo hàng, tức là lúc mình mua là hàng ngon xong cái giờ họ luộc cái họ cháo hàng rồi đưa ra mình rất là dở. Từ đó về sau mình cảm giác rất là sợ, có nghĩa là mình giờ mua là mình phải đứng kế bên rồi mình thấy họ luộc xong họ mang ra. Đó. Mình nếu mà ăn mang tại nơi luôn là không đúng rồi, không đánh đồng như xưa là bị rồi. Em bị hả? Em cũng bị luôn. Mình bị rồi mà rất là sợ. Đó. Cái kiểu làm ăn rất là nói chung là đi một lần không bao giờ trở lại, cảm giác rất là ghét. Thà là giá cao hoặc là hàng ngon, chứ còn kiểu gọi là bán cho đã xong rồi cái chơi cháo hàng. Cái hàng ngon nè. Mày ngon á, hàng ngon á. Ngon. Còn giờ thì bị hết mấy lần cái không đi nữa. Rồi, mình tập trung ăn nha, ăn hết cái phần này, sau đó sẽ chạy về khu vực Đài Lẫm. Ngon là ngon. Ở khu vực Dốc Lết này có khá nhiều resort và khách sạn. Nhìn chung cái giá hiện tại mình nhận cho Agoda là khoảng độ 800.000 tới 1.2 triệu, 1.5 triệu các bạn. Chủ yếu là resort. Có một cái khách sạn ngoài đây nữa thì một lát nữa có thể mình sẽ chạy ngang qua để mà cập nhật cái tình hình coi giá cả thế nào. Có một nhóm khách khác nữa. Nãy giờ ngon thiệt ha. Không có gì để bỏ luôn á. Cái này gọi là ăn cử gọi là giữa sáng giữa trưa. Brunch thì này là 300.000. Thêm Coca-Cola nữa là 300 mấy. Đi ra coi họ chào giá thế nào. Hải sản ngon nha, tôm rất là ngon. À, ủa, đúng rồi. Tôm ngon á, nãy 350 ngon thiệt. Dạ mà. Không, no, một dĩa mì xào với nửa kg gram tôm. Với em đi Đài Lẫm. Dạ, mà tại vì phải đi Đài Lẫm rồi mà no dạ. Đây các bạn, Minh Ly, dịch vụ ghế bố tắm nước ngọt, phục vụ các loại bia, rượu, cà phê giải khát, khu chợ hải sản Dốc Lết, thị xã Ninh Hải. 0935600533, 0935600535, 0376787525.
Ở đây mình thấy họ rất là vui vẻ nha. Cái dĩa mì xào 100.000 đồng mà ăn thấy no đó. Cơ bản là khoảng độ 300-340.000 đồng. Các bạn sẽ có một bữa ngon ở trên bãi biển Dốc Lết. Rồi sau đó có thể bướng dây bố ra nằm ngủ. Ok. Như vậy là giá phòng 400.000. Đây có tủ quần áo nè. Ủa sao em không kết hợp làm với Agoda? Dạ không, em không biết nữa. À. Ok, dạ. Yeah. TV, tủ lạnh. Dạ, 400.000 đồng. Rồi là tạm ổn các bạn. Ở đây ngày nào đông khách em ha? Dạ, cứ lai rai thôi. Dạ, yeah. Cái phòng này bao nhiêu tiền em? À, cũng 400 luôn. À, ok, ở đây có ban công nè. Nhìn ra tút ngoài kia nhà ruộng muối. Ở đây cái này nó phải hư chút xíu. Ở đây tắm nóng lạnh luôn ha. Ok. Đây khách sạn Hoàng Gia Dốc Lết, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa. Số điện thoại 02583849497, 0918129402. Email hoanggiahotel2016@gmail.com. Từ đây đi mấy trăm mét là tới chợ hải sản với biển Dốc Lết, rất là gần. Đây các bạn, gần đó là có khách sạn Blue Ocean. Mình đang đeo cái khẩu trang, nó hơi khó xíu. Đây khách sạn Hoàng Gia. Ở đây thì em nói là nếu mà người dân á, thường mà đi chợ á, là sẽ đi chợ Ninh Diêm. Và ở đây cho mượn, nói chung cái lò, cái bếp để nấu ăn luôn. On yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself. We'll be right back.
doubt others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Rồi, chúng ta đã tới nơi chùa Thiên Ân. Đây là khu vực đậu xe máy các bạn ha. Ở đây mình không thấy ai trong xe máy cả, nhưng mà thấy là chỗ này là chỗ để xe máy nè. Nhìn ra đầm Môn biển rất là đẹp luôn. Đó, các bạn thấy á, một cái màu xanh đậm. Ở ngoài kia giống như là có màu xanh ngọc vậy đó. Nó có như là hai là ba làn nước vậy đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi lên chùa nha. Đường đi lên cũng dễ thôi. Đó, những cái bậc đá như thế này. Những ngày này trời ở Khánh Hòa rất là gió các bạn. Hóa ra là từ vùng Ninh Thuận qua tới đây gió rất là lớn. Và phải nói là chạy xe trên đường là gió nó tạt vào bạc ngang luôn. Có những lúc phải nói là chạy rất là khó. Chạy 40-50 cây số giờ. Đây, các bạn thấy đó, những cái bàn thế này nè, gió nó tạt ngang vô. Và trên đường mình đi á, mình thấy là những cây dừa nữa, nó tạt một cái gọi như là có những cây dừa bị nghiêng luôn á. Tháng này gió quá, nhưng mình nghĩ là qua tháng sau là sẽ đỡ hơn. Bây giờ các bạn nhìn bên phía tay phải chút xíu, các bạn sẽ thấy một cái tượng Phật. À, tượng Phật màu trắng nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi về hướng của tượng Phật đó. Các bạn lưu ý là những ngày tháng này các bạn đi về vùng biển á, các bạn phải che chắn cho kỹ nha. Nắng rất là nắng. Đó, cái view nhìn ra rất là đẹp các bạn ha. Tượng Phật trên một khối đá. Đây, mình quay cận cảnh hơn nè. Cái khu vực này thực sự mà nói là vẫn chưa có phát triển các bạn. Mình thấy là làm cái con đường dẫn vào đầm Môn. Thì hai bên các bạn như thấy á, là cát rất là nhiều và cát rất là mịn luôn. Phải nói là những cái đồi cát đây rất là đẹp. Đẹp thậm chí còn hơn cả Mũi Né nhiều. Mình nghĩ là sau một khoảng thời gian nữa khu vực này sẽ phát triển. Nếu có sự đầu tư. Tuy nhiên mình hy vọng là nó sẽ không có biến thành giống như kiểu của Phú Quốc hoặc là Mũi Né Resort đâu. Rồi chúng ta tiếp tục đi. Ở đây họ có là một số cái tiểu cảnh như là hoa mai giả nè. Rồi ở đây về kiến trúc giống như là lai giữa kiến trúc giữa Việt Nam và Nhật Bản. Thì mình thấy là chùa được xây dựng theo kiểu này thì sẽ thu hút rất nhiều bạn trẻ đến gọi là chụp hình check in ha. Đó, đằng kia là lầu chuông. Một cái điểm mình thích cái chùa này ở chỗ là sạch sẽ, cái thứ hai là ít khách, thứ ít người viếng thăm cho nó thanh tịnh. Cái thứ ba là cái không gian của nó quá đẹp đi. Nhìn ra nguyên cái đầm Môn luôn. Biển trời xanh ngắt luôn. Đó, góc này nè, các bạn thấy nè, ở đây có xích đu nữa. Tức là nhà chùa làm những cái điểm này để cho một số bạn trẻ đến đây gọi là chụp hình check in. Đẹp quá trời đẹp luôn, thực sự là cái màu nước với cái màu trời. Chập trùng núi nữa, trùng trùng điệp điệp. Rõ ràng mà nói là vùng Khánh Hòa, Cam Ranh, Nha Trang, Dốc Lết ra tới khu vực đầm Môn, Đại Lãnh rất là đẹp. Đây, cái xích đu. Thực sự thì mình đã từng ghé khu vực này cách đây nhiều năm về trước lắm rồi, nhưng mà lúc đó thì mình không để ý là có cái chùa Thiên Ân. Và đây là tượng Quán Thế Âm Bồ Tát. Đây, chúng ta đi về hướng đó nha.
Có vẻ bởi vì chùa Thiên Ân nằm ở một cái khu vực tương đối là biệt lập, cho nên là ít có người viếng thăm hơn. Và cái nữa là bởi vì khu vực này nó cũng hơi lỡ cỡ các bạn, nằm cách xa khoảng độ 80 cây số gì so với Nha Trang, rồi khoảng độ 40 cây số gì đó ở Tuy Hòa, cho nên thường là bị chặn mấy hai đầu, nghĩa là người ta thăm Nha Trang hoặc người ta thăm Tuy Hòa Phú Yên, mà người ta ít chạy tới khu vực này. Chỉ có một số cái gọi là các bạn trẻ thích khám phá thì đi tới những khu vực này thôi. Đó, chúng ta thấy ha, tượng Quán Thế Âm Bồ Tát. Thực sự mà nói thì đường đi đến đây rất là dễ. Đó. Thuốc ngoài kia các bạn thấy ha, đó là những cái lồng bè, mình nghĩ là họ nuôi, chủ yếu là nuôi tôm hùm đồ. Cách đây nhiều năm về trước mình nhớ mình ghé khu vực này thì cái khu vực Nằm Môn là họ nuôi tôm hùm. Đợt đó là cái giá tôm hùm nó bị xuống giá rất nhiều, khoảng độ 500-600 ngàn đồng một ký. Đó, ở đây tạo hình giống như dạng như một cái cổng, gọi là cái cổng trời. Rồi chúng ta thấy tượng Quán Thế Âm Bồ Tát, gương mặt rất là từ bi. Đây, chúng ta tiến lại gần hơn chút xíu nữa. Đẹp chi đâu á. Hiện tại là khu vực này là không có dịch vụ nha các bạn ạ. Từ đây mình sẽ phải chạy về khu du lịch Đại Lãnh thì mới có chỗ lưu trú. Gần với khu vực chợ Đại Lãnh ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi về hướng của Chánh Điện. Nhìn chung là mình thấy chùa ở đây đó, ngoài đẹp ra đẹp nha, thanh nhã, nhẹ nhàng. Rồi chúng ta chuẩn bị để dép dưới thềm trước khi vô chánh điện. Rồi từ đây chúng ta nhìn lại cả một vùng trời biển xanh ngắt. Và đây là bên trong chánh điện của chùa Thiên Ân ha. Giản đơn, trang nghiêm và đẹp. Rất là yên bình các bạn. Hoa lan rất là đẹp luôn. Hoa lan thiệt á. Chùa đẹp quá. Rồi chúng ta đã tới nơi khu du lịch biển Đại Lãnh dưới chân đèo Cổ Mã, hầm Cổ Mã. Ở đây có phí tham quan các bạn ha, phí tham quan là 20.000 đồng. Nếu các bạn ở lại đây á, tức là mình lưu trú á, thì sẽ không có phí tham quan, miễn phí. Bây giờ chúng ta sẽ đi vô trong. Hiện tại gió rất là lớn và các bạn nhìn kia đằng kia,
cây dừa, rồi cái hàng dương nữa. Hàng dương đây rất là cao lớn, cao hơn cả cây dừa luôn. Bầu trời trong xanh, rất là đẹp. Ở đây lưu trú thì cái phòng nghỉ có giá từ 400.000 đồng trở lên. Đó, bây giờ các bạn nhìn qua đây. Đẹp chưa? Và mình quyết định là sẽ ở cái loại phòng 500.000 đồng. Thực tế là mình đã vô rồi, bây giờ mình ra lại để mình quay hình đó. Bên trong hiện tại cũng khá là vắng các bạn. Tình hình nói chung là từ Nha Trang đổ ra Dốc Lết tới đây là hiện tại rất ít khách. Xem ra thì thấy còn mất một khoảng thời gian dài nữa thì lượng khách quốc tế mới trở lại. Riêng về Đại Lãnh thì mình thấy là không có nhiều khách. Đây các bạn nhìn lên nè, nhìn hàng dương nè, đó. Không còn nhiều bãi biển có những cái hàng dương như thế này nữa, thực sự luôn. Rồi, khách sạn Đại Lãnh. Hiện tại về lượng thông tin về khách sạn nhà nghỉ ở Đại Lãnh là không có nhiều. Và hơi khó tìm thông tin trên mạng. Mình nhớ mình có tìm thông tin về khách sạn nhà nghỉ Đại Lãnh ở trên Agoda thì mình thấy hình như là gần như không có. Rồi, chúng ta đi về hướng cái phòng 500 ngàn nha. Đầu tiên các bạn nhìn bên phía tay phải thì ở đây sẽ là cái dãy phòng 600 ngàn đồng. Thực ra 500 ngàn và 600 ngàn đồng ở đây cũng giống nhau thôi. Ở khác chăng ở chỗ là cái phòng của 600 ngàn nó sẽ lớn hơn chút xíu. Do mình chỉ ở có một đêm thôi, nói chung không phải ở đây nghỉ dưỡng thì chủ yếu mình chỉ lấy cái phòng 500 ngàn thôi. Thì một lát nữa mình sẽ quay cái phòng cho các bạn xem nha. Rồi, chúng ta tiếp tục đi tới cái dãy phòng 500 ngàn đồng. Có nghĩa đây là sẽ là dãy phòng 600 ngàn, 500 ngàn. Sau đó các bạn sẽ thấy là bên phía tay trái có một số những cái gọi là nhà gỗ á. Thì những cái nhà đó là 400 ngàn đồng, là chỉ có cái gọi là cái máy lạnh thôi. Và bên trong không có gì cả. Rồi, chúng ta đi qua khu vực 600 ngàn. Đây, các bạn, khu vực 400 ngàn nè. Đó. Màu xanh dương, màu xanh lá cây, màu cam. Đây, bên phía tay phải là khu vực 500 ngàn. Ở đây các bạn thấy là có một cái vòi nước. Để cho trường hợp các bạn đi cát á, ra tắm biển sẽ rửa chân ở đây trước khi bước vào phòng ha. Và bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị xem bên trong phòng như thế nào nha. Các bạn, đây là phòng 500 ngàn đồng, phòng số 7. Ở bên trong có hai cái giường. Rồi, một bức tranh. Có cái này là cái máy lạnh nè. Rồi, có cái tivi khá là cũ, từ đời xa xăm nào đó rồi. Có thêm một cái tủ lạnh. Rồi, chúng ta ở đây có cái kệ. Ở đây có cái đồ đun nước nóng. Có mì gói. Rồi. Giảng đơn. Rồi, chúng ta nhìn cái phòng tắm. Đó, bên trong có luôn cái thùng nữa. Ở đây nóng lạnh luôn nha, và có wifi. Rồi, bây giờ mình sẽ chuẩn bị đi quay một cách cận cảnh hơn, bởi vì nãy mình quay góc rộng. Đây, cận cảnh một cái giường. Diện tích của cái phòng này mình cảm giác là khoảng độ 18m² gì đó. Khoảng độ đó thôi. Nói chung vừa đủ để ngủ thôi các bạn. Rồi, sau đây mình sẽ đi ra ngoài biển nha. Biển đây em lấy từ nó là lại, rất là đẹp.
Đây mình ra tới nơi ha. Biển Đại Lãnh. Rồi quần dép ra. Chỉ có một vài người trên bãi biển mà thôi. Đã quá. Nước biển rất là trong. À, mình thấy đây nè. Đây các bạn. Wow. Ôi lạnh lắm luôn á. À, lạnh quá. Đứng trên cát thì rất là nóng. Ra đây thì lạnh ngắt luôn. Rồi rút xuống. Rồi đã quá. À mình trở lại chút xíu nha. Ở trong phòng hơi có mùi mốc chút xíu. Nhưng mà đây đã là sự lựa chọn tốt nhất rồi. Ở khu vực biển Đại Lãnh. Gió mát gì đâu. Hàng dương biển. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.